Trong cuộc sống này giả dối lẫn lộn, nhưng quan trọng là cái hậu về sau. Ai gieo gió thì ắt sẽ gặp bão. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Vâng, và một chiếc status từ năm 2013 của Sơn Tùng MTP bất ngờ gây hot trở lại, nhằm ám chỉ những tình tiết mới trong drama Trà Xanh xoay quanh sếp Tùng, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú. Chuyện kể rằng vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, nàng thơ Hải Tú đã chính thức xuất hiện cùng với bức ảnh chụp chung với công ty giải trí của Sơn Tùng và hàng loạt ảnh thời trang khoe thần thái. Trong bộ ảnh mới này thì các thánh soi lại tiếp tục phát hiện ra một loạt chi tiết trùng khớp đáng ngờ giữa Sơn Tùng và gà cưng. Đầu tiên là chiếc nón gây tranh cãi ở một năm trước cũng được Hải Tú diện lại trong bộ ảnh mới lần này. Tiếp tục là giày na ná nhau nè, ố là la, khuyên tai cũng giống nhau nữa nè. Chưa hết, đúng 0 giờ ngày 12 tháng 11, Sơn Tùng MTP đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Hải Tú với nội dung là Happy birthday to Hải Tú from MTP Talent. Today is yours, just enjoy it and keep it up. Và thế là dân mạng lại được một fan rần rần, vì đây chính là cô gái duy nhất được Sơn Tùng MTP đăng tải ảnh trên trang Instagram. Có lẽ đây chỉ là một lời chúc thông thường giữa quản lý và ca sĩ mà thôi, nhưng mà hiện tại là cả hai vẫn đang trong tâm bão scandal. Hành động này của nam ca sĩ đã tiếp tục gây ra tranh cãi. Cư dân mạng lại tiếp tục gọi tên người yêu tin đồn 8 năm Thiều Bảo Trâm và so sánh rằng cô chưa được nam ca sĩ công khai chúc mừng sinh nhật hay có bất kỳ ảnh chụp chung. Những nhân vật góp phần quan trọng không kém trong vòng xoáy drama Trà Xanh lần này bất ngờ có động thái quay xe, khiến cho ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác đến khó hiểu. Tua ngược thời gian trở về với một năm trước, một vài người bạn trong đó có Xoài Non và Linh Ngọc Đàm đã tặng cho Thiều Bảo Trâm một chiếc bánh với đôi dòng chia sẻ: nhân quả sẽ đến sớm thôi Trà Xanh, hi hi, nghiệp sẽ quật đứa nào làm chị buồn. Thế nhưng mới đây cả hai cô nàng đều có động thái quay xe. Mình đã đang phải trả lại những lỗi lầm mình gây ra nên mình muốn kết thúc luôn một chuyện nữa cũng đã làm mình dây dứt trong thời gian dài. Mình xin lỗi về câu chuyện chiếc bánh kem vô duyên mà mình đã gây ra. Dù chuyện đó có là gì thì cũng không phải là chuyện mà mình có quyền xen vào và phán xét đó là đúng hay sai. Dùng sự tổn thương của người này để xóa dịu sự tổn thương của một người khác là chuyện sai trái. Mình đã làm sai và sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. Xoài muốn gửi lời xin lỗi đến những ai liên quan và bị ảnh hưởng bởi story của Xoài về chiếc bánh kem, vì sự bốc đồng của mình đã xen vào chuyện không phải của mình. Cái đó là lỗi sai duy nhất của mình. Mình chưa bao giờ dối trá hay định bơm đặt những điều không có thật. Bản thân mình còn trẻ nên sẽ có những sai lầm để dạy cho mình bài học. Hôm nay mình lên tiếng để xin lỗi và mong mọi người sẽ bỏ qua, cũng như sẽ không có lần nào nữa. Ngay sau đó thì Xoài Non lại tiếp tục lên tiếng về story xin lỗi trước đó của mình. Story đấy mình chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người và người liên quan đến chiếc bánh kem. Còn mình khẳng định mình không đặt điều và mình không bịa ra hay thêm bớt câu nào vô chuyện đó hết. Lời nói của mình đó giờ không được khôn khéo nên mọi người đọc và nhìn nhận tích cực hơn. Tại sao 10 tháng trước mình không lên tiếng vì không muốn chuyện càng đi quá xa, hôm nay mình đã đến lúc phải nói. Mình lên tiếng để không dính dáng vào chuyện này nữa và sẽ không lên bất cứ story nào sau vụ này. Sau Linh Ngọc Đàm và Xoài Non thì mới đây hot girl Thanh Trần cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi về drama bánh kem Trà Xanh, khẳng định rằng mình đăng bài trong lúc nóng vội khi chưa kiểm chứng các thông tin gây ảnh hưởng đến nhiều người. Em biết nói ra những lời này đã muộn màng, nhưng em thừa nhận bản thân mình còn trẻ tuổi ngu dại, nói chính xác là trẻ trâu, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn trưởng thành. Vì một phút nóng vội đọc những thông tin chưa được kiểm chứng mà em đã tự ý up story gây liên lụy đến cuộc sống riêng tư của người khác. Từ lúc đó đến nay em luôn sống trong dây dứt ân hận cũng như nhận được những bài học mà cả đời không bao giờ quên được. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cú tweet tiếp theo đến từ trợ lý cũ của Sơn Tùng đây. Bên cạnh lời xin lỗi đến sếp Tùng thì anh chàng trợ lý cũ cho biết mình đang phải gánh nghiệp và phải sống trong sự sám hối. Một số netizen cũng có những phản ứng trước sự quay xe cực gắt này của anh chàng. Và chắc chắn những ai đã theo dõi những tình tiết trong drama Trà Xanh lần này cũng đều thắc mắc và khó hiểu. Vậy thì ai? Ai là Trà Xanh? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đón xem một số bình luận của cư dân mạng về vấn đề này nhé. Anh trợ lý cũ của Sơn Tùng, người cung cấp 5 trang mail tỏ tình được cho là của thành viên công ty MTP Talent dành cho chủ tịch. Trước đó anh rời công ty vào cuối tháng 9, đến tháng 1 năm sau từ đâu ra anh lại có thể sở hữu 5 mail thư riêng tỏ tình, mà trong khi đó nữ diễn viên độc quyền gia nhập công ty hồi tháng 10, lời sám hối muộn màng. Mọi người thừa biết sự ngông cuồng của mấy con này, nếu nó đúng thì đời nào nó xin lỗi, nếu có chuyện Hải Tú là người thứ ba thì đời nào nó xin lỗi, quên đi. Nó xin lỗi nhưng không muốn bị mang tiếng là bị đặt hại người, nên mới phải đính kèm là nó không nói dối hay bơm đặt, nghĩ là nó cũng chỉ tin vào chuyện ai đó kể nó thôi, chứ nó không bị ra. Người tôi thương nhất ở đây là Thiều Bảo Trâm. Thiều Bảo Trâm không làm gì ngoài việc tạo ra cái drama này. Còn bút phê fan các idol K-pop như là BTS, Blackpink, bạn sao Lisa, bạn gái tin đồn Sơn Tùng, sao Hàng Hiệu, vân vân và mây mây chú tể các fan nhưng vẫn bị flop. Tội nghiệp chị. Chân lý rút ra ở đây là nên chọn bạn mà chơi. Chọn cái đứa hù theo mình thì hù suốt đời, chứ nửa chừng quay xe thì hơi xu. Tính ra Linh Ngọc Đàm với Xoài Non sợ bị soi mói chỉ trích sau chuyện người yêu của Linh Ngọc Đàm nên mới lên tiếng xin lỗi. Nhưng mà đoạn văn cả hai giống thừa nhận chuyện kia là có thật nhưng mà lại sai ở chỗ soi mói chuyện đó cho thiên hạ bàn tán. Ý là vậy đó.
Thấy thì chăm giỏi không? Xong xuống mấy con em thằng em mới quen khóc thuê hộ, ngồi chơi hưởng sự thương hại. Đến khi có vấn đề gì thì chỉ cần nói. Trước giờ mình chưa bao giờ lên tiếng nói ai cả, do mọi người tự đăng bánh kem của mình lên rồi cộng đồng mạng tự suy luận mình vô tội. Quay xe lắm vờ lờ. Người bị trách ở đây nên là Sơn Tùng chứ nhỉ? Đúng sai như nào không nói vì người trong cuộc mới biết. Nhưng mình là thằng đàn ông, để gà nhà mình và người được gọi là bạn gái tin đồn bị mọi người chửi sắp mặt mà không lên tiếng được một câu. Thanh xuân Ben chính thức tan rã à? Mặc dù đã gần một năm trôi qua nhưng drama trà xanh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các bạn nghĩ sao về vụ việc lần này thì đừng quên để lại comment bên dưới cho tụi mình biết nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.